Xin chào các bạn, tôi là Duyên, đồng hành với tôi là anh Quang cùng thuộc khối quản lý tài sản. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay chúng ta hãy cùng bắt đầu với một số câu hỏi thực tế về kế hoạch tài chính cá nhân. Câu hỏi thứ nhất đó là câu hỏi của bạn Kim Dung đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em 34 tuổi, đi làm công ăn lương mỗi tháng khoảng 26-27 triệu. Mấy năm nay em đi làm mà không biết đầu tư vào cái gì. Tiền tiêu không tiết kiệm lắm và luôn có cảm giác bất an. Gần đây thì có vội mua một căn hộ ở tận quận 9 khoảng 1,2 tỷ, nhưng nợ đến 500 triệu, mỗi tháng trả gốc là 2,5 triệu và lãi là 3,5 triệu. Trong tài khoản hiện có khoảng 150 triệu nhưng chưa muốn trả bớt ngân hàng. Em làm tận quận 1, đang tính đi ở trọ lại cho gần chỗ làm nhưng không biết có nên bán căn hộ đó đi không để đầu tư vào một cái mới. Nếu cho thuê một căn hộ được khoảng 7 đến 8 triệu trên một tháng, nhưng có một mối lo lắng là sợ chất lượng công trình đi xuống, sau đó bán đi thì sẽ rất khó. Em cũng muốn quan tâm đến các lĩnh vực đầu tư khác nhưng không biết cách thức đầu tư vào gì và thời điểm nào. Ngoài ra thì em cũng không còn khoản nợ nào khác và cũng không còn tài sản nào khác. Như trường hợp của bạn Kim Dung thì chúng ta nhận thấy là bạn Kim Dung về cái cân bằng thu chi của bạn Kim Dung thì bạn Kim Dung chi tiêu chia sẻ là chưa tiết kiệm và bạn đang cảm thấy bất an này. Bạn Kim Dung chưa có nhiều kiến thức về đầu tư và có một ý nữa là bạn Kim Dung có tài sản là nhà nhưng mà bên cạnh đó thì bạn đang có một khoản nợ là 500 triệu và mỗi tháng thì bạn đang phải trả khoảng 7 triệu. Câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện của bạn Thi. Bạn Thi hỏi về các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. Là người hay giữ tay hòm chìa khóa trong nhà, tôi phải mua sắm rất nhiều thứ. Thế nhưng tôi lại không có thói quen ghi chép nên nhiều lúc chi tiêu quá đà. Xin tư vấn cách để lập kế hoạch tài chính cá nhân. Về câu chuyện thứ ba là câu chuyện của bạn Trinh. Gia đình tôi có thu nhập ổn định trên 20 triệu đồng trên một tháng và có một thiên thần nhỏ là 7 tháng tuổi, xin tư vấn cách lập kế hoạch tài chính cho phù hợp và cho cô con gái có một tương lai ổn định về học tập sau này. Vậy thì cả chúng ta có thể thấy là qua cả 3 câu chuyện của cả 3 bạn thì các bạn đều có ý chung là muốn hỏi về cách thức lập kế hoạch tài chính cá nhân như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của từng câu hỏi. Thứ nhất là vào trường hợp của bạn Kim Dung thì anh Quang có suy nghĩ gì và anh Quang có đưa ra cái kế hoạch tài chính cá nhân cho bạn Kim Dung hay cho cả ba bạn như thế nào? Nhưng mà anh Quang, Mình nghĩ là cái cách tiếp cận chung của ba trường hợp này thì đều vướng đến vấn đề là muốn lập một kế hoạch tài chính nhưng mà lại chưa biết cách làm như nào. Thế thì về cơ bản á, là theo cái mô hình mà VNREC đang hỗ trợ cho các khách hàng thì chúng ta sẽ có 6 bước để làm kế hoạch tài chính. Bắt đầu từ bước đầu tiên là phải xác lập những cái mục tiêu tài chính rõ ràng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bước thứ hai là chúng ta sẽ thu thập các cái thông tin cơ bản và giúp cho chúng ta nhận diện được tình hình tài chính hiện tại đang ở đâu thông qua các cái việc là chúng ta chấm cái sức khỏe tài chính tổng quát, rồi chúng ta thực hiện thống kê các cái bảng cân đối dòng thu dòng chi như thế nào, và đồng thời chúng ta thống kê cái bảng cân đối tài sản và nợ với tài sản ròng để mà chúng ta nhận diện được cái bức tranh rõ ràng của khách hàng đó, xem thử là ví dụ như dòng thu chi nó đã tối ưu chưa, có thể cắt giảm bớt những cái khoản nào mà bị chi làm quá không để có thể tăng được cái tỷ lệ tiết kiệm và huy động vào cái hoạt động đầu tư thường xuyên của mình. Về phía bên tài sản cũng vậy, xem thử là hiện trạng là tình hình nợ như thế nào, có thể xử lý được nợ sớm hay không để mà ưu tiên xây dựng được các loại tài sản cơ bản như là tài sản phòng vệ, đảm bảo thanh toán nhanh, bảo hiểm, tài sản cho cái hưu trí và những cái loại tài sản để mà đầu tư hướng đến các mục tiêu dài hạn cũng như là kinh doanh chứng khoán v.v. Và sau đó thì sẽ đến các cái bước là chúng ta sẽ lập các cái kế hoạch. Nhưng mà trên bước nhận diện như vậy rồi, xong bắt đầu lần lượt mình sẽ lập các cái kế hoạch cho các loại tài sản như vừa nêu, và cuối cùng là chúng ta tổng hợp lại một cái kế hoạch để thực hiện và theo dõi thường xuyên để mà hướng cái khách hàng đã đạt được những mục tiêu tài chính của mình. Đó là cái khung logic cơ bản để mà có thể tiếp cận cho cả ba cái cây trong trường hợp như này. Còn bây giờ quay lại trong trường hợp cái cây đầu tiên là của Kim Dung nha. Thì Kim Dung thì trên cái phương diện cơ bản thì trong cái cây này nó có những cái điểm nổi bật là thứ nhất là xét ở cái góc độ là mục tiêu thì Dung chưa nói hết tất cả mục tiêu tài chính của mình, nhưng mà có một cái đang rất rõ ràng là bạn ấy muốn đầu tư nhưng mà chưa biết đầu tư vào lĩnh vực gì và cũng chưa có kiến thức về mặt đầu tư. Đúng không? Rồi trên phương diện thứ hai là cái hiện trạng về cái dòng thu chi
thì là Dung có nói là Dung đang tiêu không tiết kiệm lắm và luôn cảm thấy rất là bất an, mặc dù là thu nhập ở mức 26-27 triệu thì cũng không hề thấp tí nào cả. Đúng không ạ? Thì đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cần xem xét. Thứ ba là trên phương diện về tài sản thì Dung có một khoản nợ là 500 triệu xuất phát từ việc là đầu tư vào một cái căn hộ có giá trị khoảng 1 tỷ 2 và đang ở quận 9 khá là xa, cũng đang cân nhắc là có nên bán hay không. Đó là những cái điểm rất là nổi bật của trường hợp bạn Dung này. Thế thì mình nghĩ là Dung cần làm một cái tài chính tổng thể như vừa nêu trên, có các bước cụ thể rõ ràng. Thế thì trên phương diện mục tiêu đầu tư, đúng không? Mục tiêu tài chính trước, thì bên cạnh cái mục tiêu nói là đầu tư, phải đầu tư để mà nhằm đạt được cái gì? Ví dụ đầu tư đó là để sau này có thể có một cái loại tài sản để có thể tự do tài chính, hay là đầu tư đó để có tiền để làm, thực hiện cái ước mơ gì đó trong cuộc sống, là phải nói rất là rõ ràng ra trước khi bắt tay vào việc đầu tư. Thứ hai là cân đối thu chi chắc chắn là phải xem xét lại rồi, đúng không ạ? Nếu mà với cái mức thu nhập như này mà lại không tiết kiệm được thì phải coi lại là chúng ta đang chi vào những khoản nào, đúng không ạ? Thì trong cái mô hình tài chính bên VNREX tư vấn cho nhà đầu tư, chúng ta phải có những khoản chi cơ bản là chi sinh hoạt, trong đó cụ thể là chi cho những khoản thiết yếu, những khoản không thiết yếu như nào, chi cho tài sản đảm bảo, đúng không ạ? Chi cho hưu trí và chi các loại tài sản khác. Khi mà nào chúng ta thống kê đầy đủ hết đó rồi thì chúng ta sẽ xem được là tỷ lệ saving rate như nào, và từ đó có cái phương án để mà chúng ta có thể cắt giảm bớt cho nó phù hợp. Về trên cái bảng mà cân đối tài sản thì với cái thông tin như này thì mình nghĩ phương án tốt nhất là Dung cần có một cái quỹ dự phòng thanh toán tài chính nhanh, đúng không ạ? Thì cứ cho là đang bạn không có thông tin về cái chi tiêu mỗi tháng bao nhiêu, đúng không? Nhưng mình thấy là thu nhập 26-27 triệu mà là nó là không tiết kiệm lắm, có nghĩa là cứ cho là đang chi khoảng độ 20 triệu đây, đúng không ạ? Thì cần ít nhất là 6 tháng, 6 đến 9 tháng thì nếu mà nhân ra thì bạn ấy đang có khoảng 150 triệu trong tài khoản ngân hàng, thì có thể giữ cái này làm tài khoản dự phòng thanh toán nhanh được. Cho nên là cũng không liên quan gì đến cái khoản đó nữa. Có chăng là bây giờ bạn ấy đang cân nhắc là có bán cái căn hộ hay không? Thì với quan điểm của mình là nếu mà đang có những cái khoản nợ như này thì nên ưu tiên là xử lý nợ. Mà đặc biệt là trong trường hợp này bạn ấy lại muốn là sẽ ở trọ cho nó gần chỗ làm, thì theo mình là tốt nhất là có thể là nên bán cái căn hộ quận 9 này để mà xử lý cái khoản nợ 50 triệu. Thế còn lại tiền còn lại bao nhiêu thì có thể cân nhắc cái phương án là huy động vào cái đầu tư. Thế còn cái chỗ ở thì thật ra bây giờ với cái yield, cái chi phí mà gọi là hàng tháng trên cái tài sản như này này để thuê thì nó cũng rất hợp lý để mà dùng phương án thuê thôi. Cái tiền còn lại thì có thể huy động vào đầu tư cũng được. Rồi, thế còn đầu tư thì với kiến thức mà chưa biết như này thì tốt nhất là Dung không nên tự mình đầu tư vào cổ phiếu, mà có lẽ là nên cân nhắc là giai đoạn ban đầu nên đầu tư vào bản thân mình, nâng cao human capital, đi học những cái khóa về đầu tư này kia vân vân để nâng cao kiến thức. Đồng thời là có thể tham gia và mua các cái chứng chỉ quỹ mở, thì trong đó đã có các chuyên gia người ta phân bổ tài sản hợp lý rồi, cân bằng đa dạng hóa hết rồi, thì trong thời gian đó Dung có thể vừa tiến hành có hoạt động đầu tư tích sản được, mà lại có thể học được cái đầu tư từ các chuyên gia. Sau khi nào tự tin rồi thì có thể phân bổ là một phần vào chứng chỉ quỹ mở và một phần là tự mình xây dựng danh mục đầu tư được. Thì đó là cái phương án cho trường hợp của Kim Dung. Vậy thì ở tình huống thứ hai đó là của bạn Thi. Bạn Thi phải chi tiêu rất là nhiều thứ nhưng mà lại không có thói quen ghi chép lại để xem là mình tháng này mình đã tiêu gì hay là nguồn thu nhập như thế nào, và bạn ấy muốn tư vấn cách để lập kế hoạch tài chính, thì anh Quang có thể tư vấn cho bạn trong trường hợp này. Với trường hợp của Thi thì Thi đang vướng về vấn đề là không biết lập kế hoạch tài chính, là lập ngân sách, cho nên là chi tiêu bị quá đà, đúng không? Thì bây giờ cũng theo một cái logic là có một cái kế hoạch tài chính tổng thể với 6 bước như vừa nêu trên rồi, xác lập mục tiêu rồi rà soát được cái cân đối thu chi như nào, thì bạn ấy sẽ có một bức tranh khá là rõ ràng là hiện tại là cái thu nhập hàng tháng đang chi vào những cái khoản nào, chi đã hợp lý chưa, những cái khoản chi nào đang bị quá so với mức, thì trên cơ sở đó mới rà soát được và cắt giảm bớt. Với lại thông thường là khi mà người ta có mục tiêu rõ ràng rồi, người ta có một cái đầu tư tích sản tổng thể rồi, thì người ta sẽ có một cái động lực mà người ta cắt giảm bớt những khoản chi không cần thiết để mà lúc đó có thể huy động vào trong cái hoạt động đầu tư được. Nhưng mà tốt nhất là trường hợp của Thi là nên có một, có thể là nhờ một financial coach để mà người ta giúp làm rõ mục tiêu, làm rõ động lực và follow up thường xuyên. Thì như vậy ít nhất là trong khoảng độ 3-6 tháng đầu, nên làm sao mà thiết lập thì có một cái thói quen, một cái kỷ luật liên quan đến cái hoạt động chi tiêu của mình rồi, thì lúc đó nó sẽ bỏ được cái thói quen là chi tiêu quá đà. Quan điểm của mình là phương án tiếp cận là như vậy.
Như vậy thì với trường hợp của bạn Thi, anh Quang có ý kiến là về cái cách lập kế hoạch tài chính cá nhân cho bạn, thì bạn có thể tham khảo 6 bước lập kế hoạch tài chính của VnDirect, và kèm theo đó thì để có mình có thể giữ được một cái kỷ luật tốt nhất thì bạn có thể nhờ đến một financial health coach để có thể follow theo và giúp bạn tạo được cái thói quen kỷ luật trong lúc chi tiêu. Vậy thì với trường hợp của bạn Trinh thì sao ạ? Bạn Trinh có thu nhập ổn định của gia đình bạn là 20 triệu đồng trên một tháng, và bạn có một cô con gái đang 7 tháng tuổi, và bạn muốn lập kế hoạch tài chính cho phù hợp và cho cô con gái có một tương lai ổn định về học tập sau này, thì anh Quang có thể cho ý kiến về trường hợp của bạn Trinh không ạ? Với trường hợp của Trinh thì đúng là các bố mẹ Việt Nam đều thường rất là yêu con, cho nên là mọi người rất hay quan tâm đến câu chuyện là kế hoạch cho con học hành như nào. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà mình tư vấn cho khách hàng, mình phát hiện ra một điều là người Việt Nam hiện tại dành một cái phần ngân sách cho cái chuyện học hành của con là tương đối lớn trong cái cơ cấu chi phí của mình. Cái điều này nó có tối ưu cho về mặt góc độ gọi là kế hoạch tài chính cá nhân hay không, thì cái này chúng ta cũng phải rất là rõ ràng cho từng trường hợp của từng gia đình. Cũng đã có những cái trường hợp là cái phần tiền học cho con chiếm lên đến hơn 45% trong tổng các cái cơ cấu chi phí của một số gia đình, như vậy là thường sẽ bất hợp lý. Cho nên với trường hợp của Trinh thì mình nghĩ là Trinh vẫn nên tiếp cận theo hướng là cần có một kế hoạch tài chính tổng thể toàn diện luôn, bắt đầu từ mục tiêu, không phải chỉ là mục tiêu liên quan đến chuyện quỹ giáo dục cho con, mà còn là những khía cạnh khác trong cuộc sống, là rồi cân đối tổng thể các cái nguồn dòng tiền thu, dòng tiền chi với phần tài sản nữa. Thì sau khi mà đã đi đúng các cái bước như vậy rồi thì mình sẽ có một cái giải pháp phù hợp cho cái trường hợp cụ thể đây là